Chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các thành viên, những thành viên trong tương lai của Rao Quan, những người quan tâm đến Rao Quan, chính trị gia, truyền thông, người và nhà lập pháp, người thực sự cần hiểu chúng ta là gì và chúng ta đang làm gì. Những gì mà Rao Quan đã tạo ra trong 12 tháng qua không có gì là tuyệt vời. Chứng minh một số trường hợp quan trọng, một trong những khả năng của một sản phẩm kỹ thuật số, khi bạn đã đạt đến điểm giới hạn quảng cáo, khối lượng quan trọng của chi phí sản xuất mà bạn có vô số cơ hội, làm việc như thế nào, bạn làm việc với chiếc khấu hoa hồng giữ một mức giá cao, sản phẩm đi, chúng tôi sẽ có thể chứng minh rằng chúng tôi có thể xây dựng một thư viện lớn các sản phẩm theo cách tương tự. Team có mục đích chính là tạo thư viện sản phẩm phù hợp với sở thích của họ, giáo dục khả năng của họ, mạng nơi họ sống, và chúng tôi sẽ có một thư viện hỗ trợ. Mỗi thành viên của chúng tôi tìm thấy những gì họ cần, và nó sẽ không chỉ quan trọng đối với bạn như cá nhân, nó sẽ quan trọng đối với cộng đồng, nơi bạn làm việc cho công ty, bạn đang làm việc, nếu bạn có công việc toàn thời gian ở một nơi khác, hoặc thậm chí cho các quốc gia nơi bạn sống, và điều này dành cho các chính trị gia. Hầu hết các quốc gia trên thế giới ngày nay bị bỏ quên trong việc phân phối phần mềm. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang hoàn toàn cách mạng hóa và phá vỡ ngành phân phối phần mềm. Vì thông thường một phần mềm thành công được ra mắt tại một số rất ít khu vực trên thế giới và chỉ nơi họ có thể tiếp cận với số lượng lớn vốn đầu tư mạo hiểm. Đầu tư mạo hiểm đòi hỏi họ phải bỏ số tiền này vào quảng cáo ở các khu vực của những quốc gia giàu có nhất trên thế giới. Có nghĩa là nhiều phần mềm mất 15-20 năm để tiếp cận các quốc gia của bạn. Và nếu phần mềm mới là thứ thúc đẩy hiệu quả năng suất và tạo ra lợi nhuận và doanh thu cho các tổ chức và cá nhân, điều này có tầm quan trọng to lớn. Nếu chúng ta có thể loại bỏ khoảng cách kỹ thuật số có thể 15-20 năm, nếu chúng ta có thể làm điều đó thông qua việc tìm kiếm những người thất nghiệp hoặc những người kiếm thêm thu nhập từ công việc, hoặc những người hiện xây dựng công ty nhượng quyền và bán hàng và trả tiền lại địa phương dưới dạng hoa hồng bán hàng, thay vì gửi chúng dưới dạng tiền quảng cáo đến thung lũng Silicon với nơi không cần thêm tiền gì chúng tôi, làm điều gì đó tuyệt vời cho đất nước của bạn, và bạn sẽ hạnh phúc vì những người kiếm tiền sẽ có thể trả thuế ở đất nước của bạn. Những người có thể không có việc làm trước hay bất kể đang kiếm được nhiều tiền hơn ngày nay so với những gì họ đã làm trước khi chúng tôi sử dụng những sản phẩm này để tạo ra thư viện, làm cho chúng có thể truy cập được cho các thành viên của chúng tôi, và điều đó sẽ thay đổi mọi thứ mà chúng tôi đã đưa ra một sản phẩm du lịch và cho một số người trong các thành viên của chúng tôi. Chỉ là những sản phẩm tiêu dùng, họ sẽ tiết kiệm được số tiền đáng kinh ngạc thông qua những gì chúng tôi sẽ cung cấp cho họ, thông qua sự hợp tác của chúng tôi với các xu hướng trực tiếp. Công ty du lịch hoặc các công ty khác sẽ có thể xây các công ty lớn và bán sản phẩm từ đây, kiếm được hoa hồng tốt. Nhưng chúng tôi cũng cung cấp một ứng dụng bảo mật rất thú vị. Ở Nam Phi, chúng tôi có một ứng dụng phong cách sống thể chất ở Nigeria, và chúng tôi sẽ cung cấp ngày càng nhiều sản phẩm phù hợp với các khu vực khác nhau, các luật khác nhau cho các thành viên của chúng tôi trên khắp thế giới để làm cho mọi người hạnh phúc. Vì chúng tôi nói đây là không phải Rao Quan chưa bao giờ bán một công cụ tài chính mà họ chưa bao giờ hứa lợi tức đầu tư, bởi vì nó không phải là một công cụ tài chính. Mọi người phải làm việc chăm chỉ. Tôi làm việc chăm chỉ. Tôi có thể hứa với bạn mọi người tại Rao Quan đang làm việc chăm chỉ vì họ đúng lúc và ICT và ở mọi quốc gia trên thế giới. Không có thứ gì gọi là bữa sáng miễn phí mà mọi người phải làm việc chăm chỉ, cam kết kiên cường, không bao giờ bỏ cuộc, và hãy làm như chúng tôi sẽ lâu dài và bền vững, sẽ tìm thấy tất cả các phương tiện cần phải đưa bản thân đến nơi họ muốn, và chúng tôi sẽ cung cấp cho công ty minh bạch hoàn toàn tuân thủ để thế giới ngưỡng mộ khi chúng tôi phá vỡ ngành phân phối phần mềm. Ở lại với chúng tôi. Cảm ơn bạn.